dẫu cho bom rọn trên đầu vẫn đồ địa đổ cho vẫn đồ hầm trong bay đừng nghĩ mạnh thức đông không lồm la được người dân xứ này bay đêm treo uy mái cài lồm thô phơ được đình này thành cho đình này vẫn đứng sáng ho có thằng che chở giúp cho quê này. Chiến tranh đã đi qua, đau thương mất mát đã dần vơi dịu theo thời gian và năm tháng, nhưng âm vang của những lời ca trong kháng chiến vẫn mãi vang vọng và trở thành những bản hùng ca bất hủ của dân tộc. Tôi là người con của quê hương Kỳ Anh, được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Kỳ Anh này. Rất hân hạnh được đón quý khách đến thăm địa đạo Kỳ Anh. Bây giờ mời quý khách vô bên trong để chúng ta khám phá về cái di tích lịch sử cách mạng địa đạo vậy. Cách trung tâm thành phố Tam Kỳ khoảng 7 km về hướng đông bắc, địa đạo Kỳ Anh vốn được biết đến như một chiến hào trong lòng đất lớn thứ ba của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Địa đạo được công nhận là di tích cấp quốc gia và là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá và tìm hiểu di sản Quảng Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược thì quân và dân xã Kỳ Anh là trương kỳ kháng chiến, anh dũng sáng tạo, bám trụ đánh địch để giữ lòng giữ vùng giải phóng này. Bởi vì cái vùng này là vùng trọng yếu chiến lược của vùng Đông Tam Kỳ lúc bây giờ. Cái sáng tạo đó được thể hiện qua bằng cái đào địa đạo trong cái lòng đất, một cái thành trì vững chắc, địa đạo trong lòng dân, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975, cũng là cái mốc son chói lọi của trang sử vàng Quảng Nam trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ. Chính vì vậy mà năm 1994 là quân và dân xã Kỳ Anh vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý nhất của Đảng nhà nước cho tặng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Địa đạo Kỳ Anh bắt đầu đào từ tháng 5 năm 1965 và hoàn thành vào năm 1967. Giai đoạn đầu, việc đào địa đạo xuất phát từ nhu cầu thực tế của quân và nhân dân địa phương, chỉ là những đoạn hầm ngắn dùng để trú ẩn, tránh bom đạn. Về sau, ý tưởng làm địa đạo mới được hình thành. Hệ thống địa đạo được coi như một huyền thoại trong cuộc chiến tranh nhân dân chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Đạo này có tổng chiều dài đến 32 km và chiều ngang của địa đạo này là 0,8 đến 1 mét. Và chiều cao là 1m đến 1m4, có hồi đó là làm theo cái ô bằng cờ, có nhiều ngõ ngách, vừa thông vô đình làng, vừa thông vô giếng nước, vừa thông vô hàng cây, nhưng mà tập trung nhất là thông vô hầm công sự của dân. Tức là trong chiến tranh là ngày nào cũng có bom đạn triền miên hết. Lúc bây giờ là bà con nhân dân mình phải tháo gỡ nhà ở xuống để lấy gỗ, lấy đá làm hầm công sự và cái địa đạo nó thông vào đó. Còn ngoài ra là như dưới cái rơm cũng có cái cửa hầm, hoặc là ở trong cái móng trâu bò ăn cũng có một cái cửa hầm, khi mình xuống xong là bà con nhân dân họ đậy miếng ván lại và họ đút rơm cho trâu bò ăn trên đó. Hoặc là ngay trong cái bếp ăn ngày xưa là thường thường ông bà chúng ta hay nấu bằng cái ông tố, và trên cái ông tố là một cái nia và người ta bỏ cái miếng thiết lên, người ta đổ trâu lên là đặt cái ông tố này đó, và trong cái bếp đó là có một cái cửa hầm, khi mình đi xuống là mình kéo cái bếp ăn qua mình đậy lại, và khi mà cần thì mình có, khi mình lên xuống thì mình kéo qua một bên. Cho nên nhiều lúc là địch nó đi càng tối là nó bán gì, bán gà của mình, nó vô trong nhà nó làm, nó nấu ăn. Khác với địa đạo Vĩnh Mốc hay Củ Chi, địa đạo Kỳ Anh được đào ở một vùng cát, do đó phải đào xuyên qua tầng đất cứng hoặc đất sét, đất như đá ong mới khỏi sụt lở. Với tổng chiều dài hơn 32 km, địa đạo có hình dạng ô bàn cờ, quanh co, uốn khúc, nhiều ngõ ngách, chạy dài, men theo các luồng cây. Nhiều đoạn được đào xuyên qua nền nhà người dân, qua giếng nước, gian bếp, trải các thôn xóm trong toàn xã. Địa đạo Kỳ Anh được đào hoàn toàn bằng các phương tiện thủ công và dùng sức người là chính. Dụng cụ đào được người dân sử dụng hầu hết đều gắn liền với cuộc sống hàng ngày của họ như cuốc, xẻng, ngắn cán, xà beng và mũng, thúng, trạc để đem đất đổ đi nơi khác.
Vì là nơi gần sát với tai mắt của địch nên địa đạo thường được đào vào ban đêm và bí mật khẩn trương. Nơi tôi đến đứng đây là một căn hầm chỉ huy của lãnh đạo ngày xưa. Căn hầm này kết nối với cái đình làng và cái đường địa đạo. Và cái hầm này là dùng để cho các vị chỉ huy chúng ta họp và lên các phương án tác chiến. Hầm này là có 4 ngách. Cách mà đầu chúng ta đi vào đây là nối liền cái đình làng và cái đường địa đạo. Và cái ngách phía bên này là tiếp tục đi ra địa đạo ở trong cái địa bàn xã Kỳ Anh này. Và cái ngách này là cái ngách ra trận địa chiến đấu ở trong cái địa bàn xã Kỳ Anh. Và đặc biệt một cái ngách là ngách thoát hiểm. Ngách này là nếu có sự cố gì thì các vị lãnh đạo chúng ta ra đó và có cơ sở các mạng chiến các vị chúng ta định. Được len lỏi trong từng khúc quanh co của địa đạo sẽ khiến cho du khách có cảm giác như sống lại với những ngày tháng gian khổ nhưng cũng lắm hào hùng của dân tộc. Mỗi tấc đất, mỗi miệng hầm, mỗi lối đi, ngõ ngách đều thấm đậm máu đào, mồ hôi, công sức và chiến công của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Kỳ Anh. Nhờ sự mưu trí và dũng cảm của cha ông, địa đạo Kỳ Anh đã giúp bảo toàn lực lượng đánh địch, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Nằm trong quần thể di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh, đình Thạch Tân chính là một trọng điểm không thể nào bỏ qua vì những câu chuyện như huyền thoại và kỳ tích. Khi 4 xe tăng địch cũng không thể đánh kéo, giặc sập ngôi đình. Câu chuyện bí ẩn này đến nay vẫn chưa có lời giải. Nó trở thành biểu tượng khích lệ tinh thần, là hóa thân bởi sức mạnh bám trụ của nhân dân cùng chống lại những cuộc tấn công khốc liệt của địch. Tôi đang đứng đây là ngôi đình cũ của cái làng Thạch Tân này. Xây dựng trên cái mảnh đất này là trên 300 năm rồi. Nơi này thừa phượng các bậc tiền nhân tiền bối, các vị mà kha cư lập nghiệp cho cái làng này. Lợi dụng nơi thiêng liêng này, quân dân du kích sẽ anh làm một căn cứ ngay tại cái đình này. Ngay dưới cái chân đình này là một bên là cái hầm chứa lương thực và một bên là hầm cứu thương dưới đó. Về thăm địa đạo, nghe câu chuyện cũ, gặp lại những nhân chứng lịch sử một thời, được đón nhận những tình cảm nồng hậu mến khách của người dân, bạn còn có cơ hội trải nghiệm thức quà mà trước đây là những khẩu phần ăn quý giá nuôi sống biết bao lớp chiến sĩ trên đường hành quân ra chiến trường. Vừa nghe lại những câu hát dân ca hò vè mộc mạc sâu lắng thiết tha nhưng rất đỗi hào hùng khí phách, thấm đậm tình quân dân của người dân Kỳ Anh trong kháng chiến. Giữa không gian huyền thoại, những câu hát dân ca hò vè vang lên cũng là lúc những câu chuyện hào hùng của quá khứ như tái hiện lại, nhắc nhớ các thế hệ sau về một thời vàng xuân của dân tộc, làm cho chúng ta biết trân trọng hơn những gì đang có và phấn đấu cho tương lai xứng đáng với những giá trị sâu sắc của lịch sử. Kỳ Anh ta mảnh đất anh hùng khiến cho kẻ địch vô cùng khiếp sợ. Ta vẫn biết mỗi tấc đất ăn bụi cay cũng đầy máu lửa, cái gió hy sinh đâu kể được bằng lời. Bốn anh hùng ca để lại cho đời một tròn thử ghi vào điện thờ. Có ai biết tâm than bụng quê cất rõ phải đương đầu với nghèo đó đi lên. Truyền thống Nam chưa ý chí vẫn bền, tờ vườn tới để dựng nên cuộc sống. Cuộc đời những người phụ nữ này dường như gắn chặt với địa đạo Kỳ Anh từ thời họ vẫn còn là những thiếu nữ. Ký ức về một thời đàn bom vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt của họ. Những người phụ nữ đã âm thầm hiến dâng tất cả những gì quý nhất của cuộc đời mình cho tự do của dân tộc, chứng kiến những hy sinh xương máu qua nhiều thế hệ từ cha ông đến con cháu cho cách mạng. Họ đã dùng lời ca tiếng hát để nuôi dưỡng ý chí quyết tâm cùng đương đầu với sức mạnh vũ khí của quân thù. Chính vì vậy, những câu hát mà họ vang lên không chỉ làm sống dậy hình ảnh đấu tranh anh dũng của quân và dân Kỳ Anh, mà còn làm người ta xúc động bởi sự hy sinh, tình yêu, niềm tin son sắc mà họ dành trọn cho đất nước.
nằm trong lòng cát trắng, địa đạo Kỳ Anh vẫn ẩn mình qua bao biến đổi của thời gian, như chính tinh thần kiên trung bất khuất của người dân nơi đây với con đường cách mạng của Đảng trải qua bao thế hệ. Những câu hát hào hùng của những con người hiền hòa nhưng đầy khí chất sẽ mãi vang vọng trong lòng địa đạo, trong trái tim mỗi người dân Kỳ Anh và trở thành những bản anh hùng ca bất hủ của dân tộc. Hôm nay đổi mới quê nhà, đường vô địa đồ mà kẻ ra người vô. Trong kháng chiến giặc lùng giặc quét, nhân dân ta chỉ khí kiên cường, đó một lòng gìn giữ quê hương. Cùng chung nhau gánh vác sơn hà, đường mở rộng khắp nơi ngõ chung, tưởng niệm anh hùng trong thời đại chiến tranh. Ta gỡ trải dò cùng nhau đám góp tưởng đà quê ta. Đâu bộ nam ta biết lắm rồi, nguyện phấn đấu giữ gìn trên mảnh đất. Ta biết quê hương ta có truyền thống, từ cho ông đi trước nghìn năm, để bước tiếp những người đi trước, nguyện suốt đời phấn đấu vươn lên.